Rồi nào, bây giờ chú ấy lái nhá. Không cần đấy, đạp. Quả sinh nhật của con đấy nhá. Không cần đạp ga luôn, cứ lái thôi. Đây là quả sinh nhật của con đấy chú ấy ạ. Bố sẽ ấn bò xuống ấn ga cho con. Đấy, đấy. Qua. Đúng rồi. Đi nha. Rồi, qua bên này. Được, qua đâm cây rồi. Thôi xuống biển nhá. Ui thôi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hacom. Phải gọi là năm nay quá nhiều ông bố của năm luôn. Trên bàn mình đang là tất cả những món quà mà ông bố của năm này sẽ tặng cho con trai của mình, bao gồm một ghế gaming, một vô lăng G29 và một chiếc máy chiếu Bicuve. Đấy, một combo quà tặng cực kỳ khủng. Và không biết là người con trai nào sẽ là người may mắn nhận được toàn bộ món quà này đây. Chúng mình đã sắp đồ xong hết rồi và bây giờ sẽ trên đường giao đến cho vị khách hàng của chúng mình cũng như là bạn con trai may mắn này nhá. Sau gần 10 cây số di chuyển trên đường nắng nóng Hà Nội thì chúng mình cũng đã đến được nhà vị khách hàng này rồi. Đây, trên tay của mình và anh kia đang là những cái sản phẩm ngày hôm nay sẽ quà tặng cho người con trai cưng này. Bây giờ là đẩy vào cuối hành lang kia là sẽ đến nhà của anh khách rồi. Quà sinh nhật cho con. Chiu. Hello. Chào chú ấy. Chào camera đi. Đây, chào chú Hưng đi. À, con nhìn nhầm mướn rồi con. Đây. Chào 125.000 anh em đi con. Thì ra đây chính là con trai may mắn nhất năm. Con sẽ mua ghế gaming về để ngồi đúng không? Đúng rồi. Con đua xe. Con đang đây xinh boy. Con đi chuyển cảm hứng. Rồi mọi người không cần phải giới thiệu vị khách hàng này nữa rồi. Quá là quen thuộc với Hacom rồi đúng không ạ? Anh Đạt, trưởng team media của chúng mình. Quà tặng sinh nhật con toàn là bố dùng đúng không ạ? Không, trong chuối dùng mà cho con dùng nhỉ? Tí cho con dùng cho con lái. Nha. Tí nha. Xem có đúng cho con lái không nhá. Đây, đi vào. Chào anh Kiên, Meadow vào. Anh Đạt, em phỏng vấn đi. Hàng ngày anh ngồi vào ghế này chơi game à? Đúng rồi đấy. Mọi người, đây là ghế trang điểm của chị Nam. Đúng rồi, đây là ghế trang điểm của vợ mình. Và mình sẽ ngồi ghế này chơi game. Ôi, làm nhân viên Hacom khổ quá, không có ghế gaming. Bây giờ sinh nhật con mới tranh thủ cơ hội. Thỉnh thoảng ngồi ké rồi đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lớn rồi. Sẽ khui hộp tổng giá trị món quà dành cho sinh nhật của chú ấy. Rồi anh Kiên đẩy vào đây đi ạ. Đấy. À, quá nhiều quà. Anh Đạt nhớ tiền không? Không biết tiền nhá. Cái ghế này là hơn 6. Sao 1 triệu ạ? Anh tắt cam nhá. Chị Na đừng xem video này nhá. Ghế này là hơn 6 triệu. À hơn 4 triệu. Cái vô lăng G29 này là 6 triệu rưỡi à? Hay 6 triệu 6 à? Rồi con máy chiếu này cũng cỡ 4 triệu mọi người. Máy chiếu thì làm gì? Để chiếu Coco Melon. Để chiếu cho hoạt hình cho chú ấy xem. Đúng, hoạt động. Quá hoạt động luôn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui hộp. Con này, đây có hai cái này là phải lắp đặt rất là nhiều này. Còn cái này thì chắc là đơn giản hơn. À bây giờ chúng ta phải tháo. Tháo vô lăng cũ. Đây là vô lăng cũ của anh Đạt. Đây là con Logitech Fox GT. Đây là lưng ghế đúng không? À đâu đây lưng ghế đúng rồi. Rồi thế đúng rồi. Hay đây chiếc hướng này. Chuẩn rồi. Phun mưa là tôi đúng rồi. Suốt. Chú ấy đây, xem quà sinh nhật của con này. Đây, nhìn lại. Nhiều đúng không? Yeah. Con này tay xuôi phía trước nhỉ? Anh nhìn lại phía chiều đi. Đây là cái chiều anh ngồi thì anh phải lắp con kia. Đúng rồi thì phải tôi phía trước là gì? Đúng không? Đây, phát này bên đây. À đây đúng không? Đây đúng không? Ừ thì tắt phải là như này. Đâu là phía trước? Phải như này. Mày lừa nhỉ? Đây là mặt sau mà. Đâu? Đây là mặt sau mà. Đây là mặt trước. Lúc nào đây nó lộ này. Đây chốt đây này. Đây là chốt. Mới trong 1/3 thôi, món quà thôi. Em anh bấm hai cái lên trên. Còn một cái cần nữa đây để làm gì đấy? Ở đây cái nút ở dưới đây này. Cái nút. Đấy. Ôi giời. Không, cao quá. Thế là chỉnh nó vừa thôi. Này thôi. Nhưng công đại học thì ngồi phê thấy cái mình.
nó đỡ vào lưng này. Đúng rồi. Với cả nó thoáng hơn. Cái mình nó bị bí vào sau lưng này này. Thì mấy con này ngồi nó sẽ đỡ hơn. Chính ra cái con này phải lưới nốt là cái phần đít ngồi của anh là lưới. Thế có đệm, phải có đệm chứ. Nó là lưới. Thế là không êm. Đây là đệm lưới chứ còn con này hình như là đệm thoát hơi, có vẻ như là đệm thoát hơi như này. Chất da cá chứ không phải là cái cho vui ấy. Rồi ơi, ngồi thử đi con. Đang xem chứ rồi, xem chú Kiều cho xem một hình rồi. À chú bảo nhỉ. Đây. Khai trương. Khai trương ghế đi con. Ôi trời khoái chưa? Ôi lạ lẫm lắm, Bám. Đấy, công nghệ loài người đấy con ạ. Kéo sát vào cho nó cầm vô lăng lên. Không, tí mới cầm vô lăng mới. Tí mới cầm vô lăng mới, cầm cái gì cái này. Đây chú bảo là một ghế rất là êm nhá, chất da cá này. Nó sẽ thoát được nhiệt. Phiên dịch viên. Đấy. Và mặt lưng này thì nó sẽ thoáng khí hơn, vì cái ghế kia mình nó bị bó hết vào trong ấy thì nó sẽ bị nóng con nhỉ. Lắc đầu đi chú ơi. Đấy còn đây là tay đấy, tay đang, này thì đang cơ bản phần, nhưng mà tay này thì chỉ lên xuống này thôi chứ không có trái phải các thứ nhất. Không, nó lên như này này, tức là nó mình tùy chỉnh, tùy chỉnh được, nó có nhiều nấc nhưng mà nó sẽ không tiến lùi hoặc là sang trái sang phải như mấy con tay, như mấy con ghế gaming cao cấp khác. Con này là vừa tay anh rồi à, vừa tay chuối rồi, nhầm mà... nhầm. Tí nữa mình sẽ bảo một cái đó chính là khi các bạn vào đây này. Ôi trời ơi, nó lại không vừa. Thế là chúng ta lại phải cho ghế thấp xuống một tí nó mới vừa vào được. Cái bàn này thấp quá. Rồi. Thôi, bây giờ lắp vô lăng. Sau nhá. Khi review ghế có thấy nào? Được, đúng không? Like. Yeah. Rồi bây giờ rồi. Đến khui hộp đến con này nhá. Đây là góc gaming của mình với gọi là gì nhỉ? Nhìn đẹp hơn chất lượng, tại vì đây chúng ta dùng một con i5 8400 16GB RAM và 3GB. Không, không, không 3GB mình mua đúng lúc cạt nó lên đỉnh. Một cái đời cũ ấy, đây là con GT. Đời khá là cổ. Đây là cái bàn đạp. Cái bàn kia cái chân nó cũng 3 chân đúng không anh? Đạp. Nó là 3 chân cả chân côn, nhưng mà bây giờ 2022 ai lại xem dùng côn nữa. Không, không lại xem dùng côn đâu. Rồi con G29 này, con này. Nhưng mà đặc điểm nữa ấy, là con GT kia không dùng với cả PS4. Phải con này mới dùng được PS4. Đấy, cái vấn đề là như thế. Vẫn hệ thống ngàm cũ ấy. Và theo mình biết thì hai cái motor của G29 và GT là giống nhau hoàn toàn. Đây là dùng phản hồi bằng cái bánh răng thì nó sẽ không mượt như hệ thống dây đai. Nhưng mà dây đai thì nó lại có độ ham mòn. Chứ là mỗi thứ một tí. Nào, Kiên đừng có văng tay vào mặt cháu nhá. Đây con G29 này phải cắm dây trước, khác với con GT cũ là cắm dây sau được. Rồi, còn cái dây nguồn nó nữa. Luôn dây này cắm vào máy tính. Ừ, à rồi. Ừ, vẫn đúng rồi. Luôn hết ra sau. Đấy, gắn thế này nó mới chắc chứ. Ta đây chơi bóng. Cắm rồi ấy. Cắm chưa? Rồi. Điện chưa cắm đúng không? Điện chưa cắm. Cắm rồi. Ơ, từ từ sao mới để dây như này à? Ôi trời ơi. Bắt mà. Không qua cái dây. Sao mà luồn qua cái chỗ chân màn hình ấy? Con này chân ga có vẻ khá là hành trình ngắn này so với cả con GT, hành trình rất là ngắn. Đạp một tí là hết phanh luôn, hết phanh luôn này. Ga thì ok, sâu nhưng mà phanh thì rất là ngắn. Bây giờ côn sâu, sao phanh lại ngắn thế nhỉ? Tôi biết trên thị trường có vài cái vô lăng như kiểu của PXN ấy. Nhưng mà nó có PXN như kiểu V9 chẳng hạn, khi các bạn cắm con này. Ví dụ các bạn cắm con này vào trong PC nhá, các bạn là vô lăng nhá. Các bạn cắm con này vào PS4 nó nhận là vô lăng. Nhưng mà khi các bạn cắm con PXN vào trong PS4 nó nhận là tay cầm. Nên các bạn sẽ không có thể có những cái tinh chỉnh đúng như trong vô lăng được. Đấy à, các bạn không nên mua vô lăng giá rẻ là vì vậy. Đấy, đây là con máy chiếu mini. 4 triệu mấy? Mấy triệu à? 4 triệu mấy? 6 triệu mấy chứ? 4 triệu mấy là con rẻ mà. 6 triệu mấy cái ui, 6 triệu mấy. À, 4 triệu mấy là cái con bé trên phòng mình đúng không? Thế tổng phần quà hay là 6 triệu là 4 triệu mấy. Tầm cỡ 17. Con này bật à đây. Con này có Bluetooth này, có nguồn này. 17 triệu. Chiếu qua mạng. Lên. Tai nghe. USB HDMI. Nhiều thứ vậy. Trong lúc mà đợi lắp game thì nó có cái điều khiển từ xa của con máy chiếu này. Hôm trước mình có thử con máy chiếu của Bi, nếu mà lên clip này thì sau clip này một tuần thì vào thứ 6 tuần tiếp theo là ngày bao nhiêu nhỉ? Chưa biết được, nói chung là thứ 6 tuần sau. Tuần sau của cái video này. Ừ. Cho chị keep away con máy chiếu nó cũng giống như con này nhưng mà bản nó rẻ hơn. Một tẹo thôi, là 4 triệu. Hơn một tẹo, là 4 triệu và Ui. Thôi, tôi thử luôn, tí anh chiếu thử ở đây này.
Bắt đầu cảm giác so với cả con kia thì đầu tiên là phần chân phanh hành trình rất là ngắn so với cả con kia. Các bạn thấy là kia ấn thử con kia chân phanh này, bên kia chân phanh ấn phanh đấy. So với con này các bạn nhìn này, chân phanh rất là ngắn này. Côn thì mình không dùng luôn. Côn thì mình không dùng, côn thì vứt đi. 2022 không ai dùng xe côn nữa. Mình không chạy dịch vụ. Và đây là con ga thì ok, ga thì khá là nhẹ chưa biết nào, còn phanh thì có bắt nặng. Tại vì mình các bạn khi mà chơi game, khi chơi cái Forza này, các bạn chơi trên màn 16:9 các bạn chỉ thấy nửa gương thôi, chơi này. À, các bạn nhìn có khi không nhìn thấy hết gương chiếu hậu đâu, nhưng mà sao? Ôi. Ôi, vừa anh vừa đáp cái gì rồi? Nói chung là phản hồi lực thì khá là mượt mướt, tại vì con kia khá là cao tuổi rồi ấy. Nên là phản hồi lực thì nó sẽ không bằng cái con này. Nhưng mà không hiểu tại sao con này mình đang không nhận được phản hồi từ đường. À đây, phản hồi từ đường có rồi. Có vẻ con này phản hồi từ đường khá là nhẹ so với con GT cũ của mình. GT cũ phản hồi đường nó nặng hơn nên mình phải chỉnh cao lên một chút. Nói chung là mình cảm giác thì thực ra là nó không khác gì con Logitech Fox GT cho lắm. Tại vì có lẽ là hai con này mình tìm hiểu thì có vẻ là nó dùng chung motor với nhau, nên là thực sự là bảo là để nó khác hẳn và nâng cấp ý, thì có lẽ là không đúng chỗ lắm. Tại vì mình lái thì những cái nó chỉ là cái gì hơn, tại vì nó mới, tức là kiểu nó cái motor thì nó mới hơn ý. Đấy, thì mọi người thấy như vậy. Cái phần hơn thì thứ nhất là có nhiều nút hơn, chắc chắn rồi, các bạn gắn được nhiều thứ hơn trên con này. Các bạn có lễ chuyển số, con cũ thì các bạn sẽ không có lễ chuyển số, nhưng mà mình lái số tự động thì mình không quan tâm cho lắm. Trừ khi các bạn nào đua như kiểu F1 thì các bạn sẽ cần cái lễ này. Nhưng mà cái vô lăng này để các bạn đua F1 thì nó sẽ hơi khó chịu, tại vì nó hơi tròn. Các bạn lái F1 thì các bạn cần vô lăng nó dài một tí thì các bạn vần nó dễ hơn con này. Thôi, có lẽ là con vô lăng này, nói chung là nâng cấp thì về cảm giác lái thì nó sẽ không hơn con GT là nhiều đâu. Còn nhưng mà cái hơn là thứ nhất các bạn có cái vô lăng, có cái pedal bằng kim loại đạp nó sướng hơn. Sướng hơn cái nhựa kia. Đúng vậy. Đấy, sướng hơn cái nhựa kia là một. Thứ hai là các bạn có cái lễ chuyển số. Đây anh em nào chơi chuyển số tay rất là sướng. Trước kia các bạn phân cho các bạn xem bằng cái con này thực ra là nó có nhưng mà nó kiểu này nó rất là dùng bấm nó không có cảm giác switch gì cả. Không có cảm giác switch gì cả. Ừ. Còn này thì sướng hơn. Với cả nó nhiều nút hơn và thứ hai là nó hỗ trợ cho con PS4 của mình ở đây. Thỉnh thoảng mình ngồi mình lái linh tinh những cái game khác thì có thể lái được. Nhưng mà con kia thì nó chịu hỗ trợ PS3 thôi và thử cái này đi. Rồi bây giờ khui máy, cắm thử máy chiếu đi. Mình đã test thử con này rồi. Và con này nó hơn thấy con chúng mình sắp giveaway các bạn. Ở một điểm đó chính là con này chiếu rất sáng. Rất sáng luôn. Mình sẽ kết nối con này sẽ dùng cái là cái AirPlay. Đấy. Chúng ta đang có một cái chân đế Kiều. Cao lên. Chính. Thế nào thế nhỉ? Cái chân đế máy chiếu này nhỉ? Ủa mình nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhá. Đây bây giờ là chúng mình đã khui được xong rồi, máy chiếu này ra và đang chiếu thẳng lên tường nhà anh Đạt và trong khi đó bật hết toàn bộ đèn nhà anh Đạt luôn. Và chiếu vẫn rất thoải mái nhá. Vẫn nhìn rõ. Okay, đây cái nút focus nó sẽ là cái con lăn ở ngay trên này nhá mọi người nhá. Điều khiển thì mình vừa mới thay pin. Con này. Này trông giống Full HD đấy anh Đạt ạ. Nhìn mặt chị này nét lắm. Được, bật thử cái YouTube đi. Cái chân đế này kính thẳng đi. Em bật thử YouTube này. Con chân này rung ấy nhỉ? Con chân này rung ấy nhỉ? Chỉnh vào đằng chiếu đằng sau. Đấy, trên cùng luôn. Đây. Ok. Xem con máy chiếu nó có loa. Thử xem luôn. Loa, có loa. Con này có thể chiếu được khoảng tầm 80 inch ấy, 80 đến 100 inch là chiếu được. Chúng ta sẽ xem được Coco Melon đấy, món gọi là một video yêu thích của chú ấy. Nhảy đi chú ấy. Nhảy theo. Yeah. Đấy, im luôn, xem cái im luôn. Nói chung đấy, trong điều kiện là toàn bộ ánh sáng mình nhìn ra nét. Bây giờ tắt thử đèn đi anh nhỉ. Để xem con nét như nào. Đấy, đấy, chiều. Rồi, đấy. Nét luôn. Độ sáng rất cái này ở trong phòng mà buổi tối kiểu như là cuối tuần bật tắt hết đèn đi để có đèn ngủ xong bật thì thôi. Perfect. Đây là vẫn còn ánh sáng ở bên ngoài bởi vì bây giờ vẫn đang là buổi chiều, tầm 4:30 chiều. Nhảy đi chú ơi, nhảy đi. Có thích quà này không? Gật. Có thích quà này không? Tặng kèm luôn chân máy chiếu luôn. Đấy các bạn mua máy chiếu của hai con, các bạn tặng kèm luôn cái chân máy chiếu di động có AI. Rất là uy tín luôn. Đấy im nhá, đứng im nãy giờ này. Nhảy đi con. Rồi nào, bây giờ chú ấy lái nhá. Đấy là quà sinh nhật của con đấy nhá. Không cần đạp ga luôn, cứ lái thôi. Ừ. Ôi trời, vừa đâm gãy một cây. À lái thôi. Đây là quà sinh nhật của con đấy chú ạ. Bố sẽ bỏ xuống ấn ga cho con. Đấy. Cua. Rồi, đúng rồi. Đi nha. Rồi, qua bên này. Đâm cây rồi. Thôi xuống biển nhá. Ôi thôi. Trên đây là gọi là một cái video mà ngày hôm nay chúng ta rất là vất vả ship đồ từ Hacom Đống Đa đến nhà của anh Đạt để có thể lắp đặt để chúc mừng ngày mai là sẽ là sinh nhật chuối tròn một tuổi đã được học lái xe đấy, lái xe các thứ, ngồi ghế gaming
xem máy chiếu xịn sò 6 triệu tổng combo trị giá giải thưởng ngày hôm nay sẽ là cỡ 17 triệu nha. Món quà sinh nhật 1 tuổi rất là ý nghĩa. À, bố dùng khoảng mà nhưng em nghĩ là khoảng chuối dùng khoảng 1%, còn anh Đạt dùng 99%. Không, con dùng có chính mình dùng có mình lớn nó chỉ điện tử không chị em. Coi nhỉ. Đúng không? Ngật đi. Ngật thấy lắm. Đồng ý như thế là đồng ý rồi. Thế đồng ý. Chúc chuối sẽ có một buổi sinh nhật ngày mai rất là ý nghĩa với tất cả các món quà này, phải trải nghiệm thật kỹ nha. Lớn lên chơi con nhé. Lớn lên lại tiếp tục ra hai con mua đồ nhá. Sau này phải đòi bố mua hẳn một cái con giống như kia thật nhá. Ok. Rồi, bây giờ cô Phương nha con nhá. Bye bye. Bye bye. Bye bye các bạn. Chào. Chào tất cả các cô các chú nào.